Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cổ phiếu USA. Trong video ngày hôm nay, Cổ phiếu USA và EasyTech Class sẽ chia sẻ cùng các bạn về cái hành động buy và sell tương ứng với cái quyền chọn call và quyền chọn put. Thì nội dung của video ngày hôm nay sẽ bao gồm những phần sau. Thứ nhất là phần lý thuyết khái niệm, thì EasyTech sẽ chia sẻ ở trên cái phần slideshow ở trên PowerPoint. Và sau đó ở trong phần minh họa thực tế thì EasyTech sẽ chuyển qua sàn Robinhood để chia sẻ cùng các bạn. Ở trong phần nội dung ở trên PowerPoint thì EasyTech sẽ chia sẻ về cái quyền chọn call và quyền chọn put, cái hành động sell và buy đối với quyền chọn call và tương ứng hành động sell và buy đối với quyền chọn put. Thì với mỗi quyền chọn call hoặc là quyền chọn put, các bạn đều có thể thực hiện bán hoặc là mua quyền chọn tương ứng với cái sell và buy action. Thì trong phần này EasyTech sẽ giải thích cụ thể hơn. Và sau khi chia sẻ về phần lý thuyết minh họa ở trên PowerPoint thì EasyTech sẽ chuyển qua minh họa ở trên sàn Robinhood để các bạn tiện theo dõi với cái việc giao dịch quyền chọn cho cái mã cổ phiếu Facebook. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại một vài cái khái niệm chính đối với quyền chọn call. Thì đầu tiên, đây là cái quyền chọn để mua cổ phiếu. Khi mà sở hữu quyền chọn call thì các bạn có thể sử dụng để mua cổ phiếu. Và ngược lại, nếu bạn bán quyền chọn call cho cái cổ phiếu mà mình đang sở hữu thì bạn đồng thời bán đi cái quyền sở hữu của các cái cổ phiếu đó và người mua họ có thể được mua cổ phiếu của các bạn. Thì người bán quyền chọn call với cái tài sản đảm bảo hay là collateral là cái stock, là cái cổ phiếu mà các bạn đang sở hữu thì trường hợp này được gọi là cover call. Có nghĩa là các bạn đang sở hữu cổ phiếu và các bạn có thể bán cái quyền chọn cover call, quyền chọn mua trên cái số lượng cổ phiếu của các bạn, thì cái kiểu quyền chọn call đó được gọi là cover call. Và cái người mà mua cái quyền chọn call của các bạn thì họ có thể thực hiện hợp đồng hay còn gọi là exercise để mua cái cổ phiếu ở cái mức giá strike price đã quy định ở trong hợp đồng. Có nghĩa là khi bạn bán quyền chọn cover call là bạn bán đi cái quyền sở hữu cổ phiếu của mình. Và cái người mua cái quyền sở hữu cổ phiếu đó, họ có thể thực hiện hợp đồng để mua cổ phiếu của các bạn bất kỳ khi nào, từ lúc ký hay là mua cái hợp đồng quyền chọn tới khi hợp đồng quyền chọn hết hạn với cái giá strike price đã quy định ở trong hợp đồng. Thì đấy là chia sẻ nhanh về cái quyền chọn call của EasyTech. Chúng ta chuyển sang cái quyền chọn put. Thì ngược lại với quyền chọn call, quyền chọn put là quyền chọn bán cổ phiếu, có nghĩa là các bạn có thể được bán cổ phiếu ở cái mức giá quy định nếu các bạn sở hữu quyền chọn put. Thì cái người mua cái quyền chọn put với cái hình thức là protected put thì giống như là cái việc các bạn mua bảo hiểm nhân thọ hoặc là bảo hiểm xã hội đó. Thì khi mà các bạn có cái quyền chọn put, các bạn đã mua quyền chọn này rồi và các bạn thực hiện exercise hợp đồng thì các bạn sẽ được quyền bán cổ phiếu của các bạn ở cái mức giá strike price quy định ở trong hợp đồng. Ví dụ các bạn đang sở hữu cổ phiếu và các bạn dự đoán là tương lai cái cổ phiếu của các bạn có thể nó sẽ bị đi xuống. Ví dụ như là tháng sau thì cái công ty mà bạn sở hữu sẽ thông báo kết quả kinh doanh hay còn gọi là earnings. Và nếu như cái kết quả kinh doanh không được tốt như các tổ chức tài chính họ đánh giá thì cái mã cổ phiếu thông thường sẽ tụt xuống, thường là khá là sâu. Thì nếu như các bạn dự đoán cái trường hợp cổ phiếu mà các bạn đang sở hữu nó có thể đi xuống thì các bạn có thể mua cái quyền chọn put để bảo hiểm hoặc là protect cho cái cổ phiếu của các bạn. Để nếu mà cổ phiếu có rớt giá thì với quyền chọn put các bạn vẫn được bán cổ phiếu ở cái mức đã quy định ở trong hợp đồng. Còn nếu như các bạn đang có tiền mặt là tài sản đảm bảo thì các bạn có thể thực hiện bán cái quyền chọn put với cái tài sản thế chấp là cái tiền mặt đó của các bạn. Trường hợp này được gọi là bán cash secure put. Thì đây là hai cái ngữ cảnh, hai cái hành động mua và bán với cái kiểu quyền chọn là put. Khi mà mua thì quyền chọn put được sử dụng như là một hình thức đầu tư hoặc là như một hình thức bảo hiểm cho cái cổ phiếu của các bạn. Và khi bán quyền chọn put là khi các bạn đã có quyền chọn put rồi thì các bạn có thể bán lại để chốt lời, hoặc là các bạn đang có tiền mặt thì các bạn có thể thực hiện bán cash secure put, sử dụng cái tiền mặt đó là tài sản đảm bảo. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua các cái chú ý khi mà thực hiện giao dịch quyền chọn. Thì cả hai quyền chọn call và put đều có thể được giao dịch trên thị trường giống như với cổ phiếu. Có nghĩa là với cổ phiếu, với stock, các bạn có thể thực hiện mua đi bán lại. Thì các bạn cũng có thể thực hiện cái việc đó với cả hai kiểu quyền chọn là call và put. Và khác với stock thì quyền chọn call và put
có cái ngày hết hạn, tức là expiration date. Thì qua cái ngày hết hạn thì các quyền chọn này đều mất giá trị. Vì thế, khi mà các bạn mua call và put, đặc biệt với những cái ngày hết hạn, ví dụ theo tuần hoặc theo tháng, thì các bạn phải thực hiện quản lý cái position đó. Nếu như các bạn để nó quá cái ngày hết hạn, thì các cái hợp đồng của các bạn nó sẽ bị mất giá trị. Nó khác với cổ phiếu, sau khi mua các bạn có thể giữ bao nhiêu lâu tùy ý các bạn. Và thậm chí nếu như các bạn giữ một thời gian lâu dài, thì thông thường cổ phiếu nó thường tăng cái giá trị. Còn nếu với quyền chọn call và put mà các bạn giữ quá cái ngày expiration date, ví dụ các bạn mua và vì lý do nào đó các bạn bỏ quên nó chẳng hạn, thì nó sẽ mất giá trị. Thì như phần đầu EasyTech đã chia sẻ là quyền chọn call và put có thể được giao dịch độc lập qua việc mua đi bán lại giống như với stock, hoặc là các bạn có thể kết hợp với tài sản cơ sở là underlying stock qua cái hình thức là bán cover call hoặc là mua protected put. Thì khi mà các bạn kết hợp với cái tài sản cơ sở thì có thể là cổ phiếu hoặc là tiền mặt, thì các cái hành động mua và bán của các bạn với cái quyền chọn call và put nó sẽ phong phú hơn. Thì trong phần minh họa trên sàn Robinhood, EasyTech sẽ chia sẻ thêm thông tin về cái việc kết hợp cái underlying stock, cái cổ phiếu là tài sản cơ sở, với quyền chọn call và put của các bạn để làm phong phú thêm các hoạt động buy và sell ở trên sàn. Và giao dịch quyền chọn thì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi vì option thì có cái mức thay đổi giá nhanh gấp rất nhiều lần so với stock, và nó có thể lên tới cả 100 lần. Thì nếu như các bạn đã giao dịch quyền chọn nhiều lần, chắc các bạn cũng đã thấy có nhiều trường hợp một cái quyền chọn của các bạn ngày hôm trước nó có giá trị là $1, ngày hôm sau nó có thể chuyển về 1 cent, có nghĩa là nó đã thay đổi 100 lần cái mức giá. Cái lý do là bởi vì có thể cái cổ phiếu nó bị tụt giá rất là sâu, hoặc là ở cái ngày hết hạn cổ phiếu nó tăng giá thì cái quyền chọn put nó cũng sẽ giảm giá trị thấp đi cả 100 lần. Đó thì đấy là cái rủi ro về sự thay đổi giá của quyền chọn so với lại stock. Bên cạnh cái rủi ro về việc là quyền chọn có ngày hết hạn, các bạn sẽ phải quản lý, vì nếu qua cái ngày hết hạn thì quyền chọn sẽ mất giá trị. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hành động buy, mua và bán đối với quyền chọn call. Thì đầu tiên là với việc bán một cái quyền chọn call thì các bạn có thể thực hiện thứ nhất là sell to open. Ví dụ khi các bạn bán cover call, tức là các bạn bán cái hợp đồng quyền chọn trên cái cổ phiếu cơ sở là tài sản đảm bảo. Ví dụ các bạn đang sở hữu 100 cổ phiếu thì các bạn có thể bán một cái hợp đồng cover call cho 100 cổ phiếu đó, giống như cái hình thức các bạn cho thuê cổ phiếu, hoặc là các bạn có một căn nhà các bạn cho thuê vậy. Thì khi mà các bạn bán cover call thì các bạn phải có cái cổ phiếu là cái tài sản đảm bảo, hay còn gọi là tài sản thế chấp, collateral cho cái quyền chọn cover call của các bạn. Vậy nên muốn bán được cover call thì yêu cầu đầu tiên là các bạn cần phải có cái cổ phiếu, sở hữu cổ phiếu và tối thiểu là 100 cổ phiếu để có thể bán được ít nhất là một quyền chọn. Thì đấy là cái hành động sell to open đối với quyền chọn call. Hành động thứ hai là sell to close. Thì đây là trường hợp các bạn bán cái quyền chọn call mà các bạn đã mua trước đó. Ví dụ ngày hôm trước các bạn mua một cái quyền chọn call, ngày hôm sau các bạn thấy cái giá của quyền chọn call đó nó tăng lên thì các bạn có thể sell to close, tức là các bạn bán đi để chốt lời và đóng lại cái position mà các bạn đã mở ra ngày hôm trước. Thì ngược lại với sell call là buy call, tức là mua quyền chọn call. Thì cũng tương tự, các bạn cũng có thể thực hiện buy to open, tức là các bạn thực hiện mua một cái hợp đồng call. Trường hợp này giống như các bạn mua stock vậy. Ví dụ các bạn dự đoán một cái mã cổ phiếu trong thời gian tới nó sẽ tăng giá, thì thay vì bỏ ra rất nhiều tiền để mua cái cổ phiếu, ví dụ như cổ phiếu của Tesla hoặc Amazon nó có thể lên tới vài ngàn đô, các bạn chưa đủ tiền để mua nhiều cổ phiếu ở cái mức giá cao như vậy, thì các bạn có thể áp dụng chiến lược EasyTech hay gọi là nước lên thì thuyền lên, có nghĩa là các bạn sẽ mua cái quyền chọn call, cái option thì giá nó sẽ thấp hơn rất nhiều lần so với lại mua cổ phiếu. Mà tương lai nếu cái cổ phiếu mà nó lên giá thì cái option của các bạn nó cũng lên theo, và các bạn sẽ bán ra để chốt lời. Thì đấy là buy to open, là khi các bạn mua cái hợp đồng call như một hình thức đầu tư giống như là các bạn mua stock. Hoặc các bạn có thể thực hiện buy to close. Thì trường hợp này là khi các bạn đã bán ra một cái hợp đồng call, ví dụ các bạn bán một cái cover call thì các bạn đã open một cái position. Bây giờ các bạn có thể thực hiện đóng cái position đó bằng cách là buy to close.
Cái khái niệm open và close ở đây là áp dụng cho cái position, là khi các bạn có một cái vị trí, một cái lệnh được mở ở trên sàn. Thì trường hợp này, EasyTech sẽ có những cái ví dụ, những cái video chia sẻ chi tiết sau, nhưng các bạn có thể hình dung nếu như các bạn thực hiện bán cover call ngày hôm trước và ngày hôm sau cái mã cổ phiếu nó đột nhiên giảm giá, thì khi mà mã cổ phiếu giảm giá thì cái quyền chọn cover call nó cũng sẽ giảm theo. Và khi đó nếu như các bạn buy to close, có nghĩa là các bạn mua lại chính cái hợp đồng cover call các bạn bán ra ngày hôm trước với giá thấp hơn, thì khi đó là các bạn có thể chốt lời được. Thì đấy là một cái hình thức là bán cao và mua thấp, bán cover call khi cổ phiếu đang tăng giá để có cái giá premium cao, sau đó khi cổ phiếu tụt giá thì sẽ mua lại chính cái quyền chọn cover call đó qua hình thức buy to close để chốt lời, đồng thời đóng luôn cái position đấy lại. Thì đó là với quyền chọn call, các bạn có thể thực hiện bán quyền chọn call hoặc là mua quyền chọn call. Tương ứng với mỗi hành động bán và mua, các bạn lại có hai cái hành động khác, đó là sell to open hoặc là sell to close, và tương tự buy to open hoặc là buy to close. Cái khái niệm open và close ở đây là tương ứng với cái position của các bạn ở trên sàn, tức là cái vị trí, cái lệnh của các bạn ở trên sàn là đóng hay mở. Chúng ta sẽ chuyển qua phần put, tức là quyền chọn bán. Cũng tương tự với quyền chọn mua, với quyền chọn put các bạn cũng có thể thực hiện sell put. Và với sell put các bạn cũng có thể thực hiện, thứ nhất là sell to open. Thì đây là khi các bạn bán cái cash secure put, là cái hợp đồng quyền chọn dựa trên cái tiền mặt là tài sản đảm bảo. Thì các bạn có thể theo dõi thêm video của EasyTech về cách bán cái quyền chọn cash secure put ở trên sàn Robinhood cũng như là sàn Align để có cái thông tin về việc bán cash secure put. Thì để tóm tắt, các bạn có thể bán cash secure put khi mà các bạn đang có một cái khoản tiền, và đây là tiền mặt cash của các bạn ở trên sàn chứng khoán. Các bạn có thể sử dụng khoản tiền mặt đó làm cái tài sản thế chấp, gọi là collateral, để bán đi cái cash secure put và nhận về cái tiền credit. Ở đây nó giống như hình thức là các bạn cho vay cái tiền đó vậy. Các bạn có khoản tiền và các bạn có thể cho vay, và sau đó các bạn nhận về cái tiền credit. Hoặc là các bạn có thể sell to close, có nghĩa là các bạn đã mua, ví dụ các bạn mua một cái hợp đồng put ngày hôm trước và ngày hôm sau cái hợp đồng put đó nó tăng giá lên, thì các bạn sẽ sell to close để chốt lời, đồng thời đóng cái position mà các bạn đã mua ngày hôm trước. Ngược lại với sell put thì là buy put, tức là mua cái quyền chọn put. Thì các bạn có thể buy to open, thì cũng giống như với cổ phiếu, các bạn có thể mua cái quyền chọn put giống như một cái hình thức đầu tư. Ví dụ các bạn dự đoán tương lai cái quyền chọn put của các bạn nó có thể tăng giá, thì ngày hôm nay các bạn sẽ mua một cái quyền chọn put và các bạn đợi tới khi nào nó tăng giá thì các bạn bán để hưởng cái phần chênh lệch để chốt lời, thì đấy là buy to open. Hoặc là các bạn có thể mua quyền chọn put giống như một cái hình thức để mà bảo đảm, protect cho cái cổ phiếu của các bạn, bởi vì quyền chọn put nó là quyền chọn bán, nó được ví giống như là cái hình thức bảo hiểm của các bạn vậy. Khi mà các bạn đã có quyền chọn bán rồi thì các bạn sẽ được bán cổ phiếu của các bạn ở cái mức giá đã quy định ở trong hợp đồng, dù cho cái mức giá thực tế của cổ phiếu ở trên thị trường nó có thấp đi như thế nào chăng nữa. Thì đây là trường hợp thường được áp dụng trước khi mà có một cái sự kiện, một cái event nào đó xảy ra với cổ phiếu. Ví dụ như là cái công ty đó công bố kết quả kinh doanh, hay còn gọi là earnings, hoặc là có một cái sự sáp nhập M&A giữa các công ty với nhau, thì các cái sự kiện lớn như vậy nó sẽ thường tác động rất nhiều tới cái cổ phiếu, và nếu như cái tác động đó là tiêu cực thì cái cổ phiếu nó sẽ tụt giảm rất là sâu. Thì nếu như các bạn có cái quyền chọn put, khi đó nó là một cái hình thức đảm bảo để các bạn có thể được bán cái cổ phiếu ở cái mức giá quy định ở trong hợp đồng, thì đấy là buy to open. Hoặc các bạn cũng có thể thực hiện buy to close, quyền chọn put. Thì trường hợp này là các bạn sẽ mua lại cái hợp đồng put mà các bạn đã bán ra trước đó. Ví dụ ngày hôm trước các bạn bán một cái quyền chọn cash secure put, tức là một cái quyền chọn với cái tài sản là tiền mặt đảm bảo. Ngày hôm sau cái quyền chọn put đó nó giảm giá, thì các bạn có thể thực hiện mua lại cái hợp đồng put đó để chốt lời, bởi vì đây là trường hợp các bạn đã thực hiện bán ra ở giá cao và mua lại ở giá thấp để chốt lời và đóng cái position. Thì đó là nội dung phần lý thuyết mà EasyTech vừa chia sẻ cùng các bạn.
thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về cái quyền chọn call, quyền chọn put, các cái hành động sell to open, sell to close, buy to open, buy to close, tương ứng với mỗi quyền chọn call và quyền chọn put. Bây giờ, để minh họa thêm cho những cái phần lý thuyết mà EasyTech vừa chia sẻ, thì mời các bạn hãy chuyển qua sàn Robinhood và chúng ta sẽ cùng minh họa với cái mã cổ phiếu Facebook tương ứng với cách thao tác buy và sell với mỗi quyền chọn call và put. Thì EasyTech sẽ minh họa với cái mã cổ phiếu của Facebook. Thì khi các bạn vô sàn Robinhood và các bạn gõ cái mã FB là của Facebook thì sẽ hiện lên cái màn hình cổ phiếu của công ty Facebook. Và khi các bạn vô phần Trade Facebook Option thì sẽ hiện lên cái thông tin về các cái giao dịch quyền chọn của cái mã cổ phiếu Facebook này. Khi các bạn cuộn xuống bên dưới thì sẽ có cái thông tin về cái share price là cái giá trị hiện tại của cái mã cổ phiếu Facebook. Thì tại phiên đóng cửa ngày hôm trước thì mã của Facebook đang là 241 đô 50 cent, và những cái strike price mà cao hơn cái giá stock price này, ví dụ như là 242.5, 245 hoặc là 247.5, thì được gọi là những cái mức giá out of the money. Còn với những cái mức giá mà thấp hơn cái stock price, ví dụ 240 hoặc là 235, thì là những cái mức giá in the money. Thì các bạn thấy ở cái thanh menu trên cùng thì với mỗi một cái strike price các bạn có thể thực hiện các cái hành động là buy hoặc là sell tương ứng với cái kiểu quyền chọn, có thể là call hoặc là put. Thì mỗi khi các bạn lựa chọn cái kiểu quyền chọn, ví dụ như là EasyTech đang chọn là put, sau đó các bạn chọn một cái strike price bất kỳ thì ở bên dưới sẽ hiện lên thông tin về cái quyền chọn put đó và tương ứng cho các hành động là mua, là buy. Thì trong trường hợp này là các bạn sẽ tiến hành mua một cái quyền chọn put, có nghĩa là các bạn sẽ thực hiện đầu tư một cái quyền chọn put. Còn nếu các bạn muốn bán một cái quyền chọn put thì các bạn sẽ chọn là sell, thì cái hành động nó sẽ chuyển sang sell. Và trong trường hợp này là các bạn đã có sẵn một hoặc nhiều quyền chọn put và các bạn muốn bán đi, giống như cái việc mà các bạn đang sở hữu cổ phiếu và các bạn muốn bán cổ phiếu để chốt lời chẳng hạn, thì đấy là cái việc sell put. Còn buy put là khi mà các bạn đang sở hữu tiền và các bạn muốn đầu tư quyền chọn put thì các bạn sử dụng cái khoản tiền các bạn đang có để mua put, và các bạn có thể click vô thì nó sẽ hiện lên cái phần menu là long put. Long ở đây có nghĩa là mua đó. Và ở bước tiếp theo, khi các bạn nhấn continue thì các bạn sẽ nhập vô cái số lượng contract mà các bạn muốn mua, số lượng hợp đồng, sau đó các bạn chọn cái limit price và nhấn review order để đưa cái lệnh vô để thực hiện. Và nó sẽ có cái phần max cost là cái chi phí mà các bạn sẽ bỏ ra để đầu tư một cái quyền chọn put. Ví dụ EasyTech chọn ở đây là cho cái strike price 242.5, thì đó là trường hợp các bạn đi mua put. Còn cái trường hợp các bạn bán put, khi các bạn sell một cái quyền chọn put thì các bạn sẽ cần phải có cái quyền chọn put đó thì các bạn mới bán được. Đây là trường hợp giống như các bạn đang sở hữu quyền chọn put rồi và các bạn thấy cái giá nó tăng lên cao thì các bạn có thể bán đi. Thì tương tự như vậy với cái quyền chọn call là cái quyền chọn mua, thì cũng có rất nhiều những cái strike price để các bạn lựa chọn. Và nếu như các bạn muốn bán, tức là các bạn muốn sell một cái call, và EasyTech lấy cái ví dụ phổ biến nhất là các bạn bán cái quyền chọn cover call, thì ví dụ các bạn đang có 100 cái cổ phiếu của cái mã Facebook này, bây giờ các bạn muốn bán một cái quyền chọn cover call cho cái số lượng cổ phiếu mà các bạn đang sở hữu đó, họ gọi là underlying stock, thì các bạn có thể thực hiện sell một cái cover call. Ở đây người ta không ghi là cover call, nhưng mà cover call có nghĩa là các bạn đã có cổ phiếu rồi và các bạn bán cái quyền chọn call trên cái số lượng cổ phiếu mà các bạn đang sở hữu. Giống như cái việc các bạn đang sở hữu một ngôi nhà và các bạn cho thuê cái ngôi nhà đó, thì cái việc đấy tương tự với cổ phiếu gọi là bán quyền chọn cover call. Thì các bạn chỉ có thể bán được quyền chọn cover call, tức là các bạn chỉ có thể sell được cái call nếu như các bạn đang sở hữu cổ phiếu, hoặc là các bạn đã tiến hành mua, tức là ở đây các bạn chọn là buy và các bạn mua một cái quyền chọn call trước đó, thì bây giờ các bạn có quyền chọn call và giá của nó bây giờ tăng lên cao hơn thì các bạn có thể bán đi, thì đó là khi các bạn sẽ có thể thực hiện được là sell cái call. Thì đấy là hai cái action mà các bạn có thể thực hiện là buy và sell với cái quyền chọn call. Thì cái quyền chọn call chính là cái quyền chọn mua và cái put thì chính là cái quyền chọn bán. Thì bây giờ EasyTech sẽ quay lại cái phần call.
chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cái ví dụ với cái trường hợp strike price là 242.5. Thì ví dụ hiện tại các bạn đang sở hữu 100 cổ phiếu của Facebook và các bạn muốn bán một cái quyền chọn, thì các bạn có thể chọn là sell call. Thì ở đây sẽ hiện lên cái từ short thay vì là long, bởi vì khi mà các bạn bán thì đấy là khi các bạn short và các bạn sẽ bán một cái call. Đấy, khi các bạn nhấn continue, vì các bạn sở hữu 100 cổ phiếu, nó sẽ tương ứng với một hợp đồng. Các bạn sẽ nhập là một hợp đồng quyền chọn và cái giá limit price thì các bạn có thể chọn bằng đúng cái giá mark, tức là market ở trên thị trường hiện tại đang là $5.20. Rồi cái kiểu expire các bạn có thể chọn là good for day. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn là good till cancel, có nghĩa là tới khi nào mà các bạn hủy cái lệnh bán này thì nó mới hết hiệu lực. EasyTech sẽ thử chọn là good for day. Và cái min credit là cái tiền mà các bạn nhận về, trong trường hợp này là $520, chính là bằng 5,2 mà nhân với 100 là $520. Thì đây chính là cái tiền mà các bạn sẽ bán một cái hợp đồng quyền chọn cover call cho 100 cổ phiếu Facebook mà các bạn đang sở hữu. Thì như EasyTech vừa chia sẻ, cái điều kiện để các bạn có thể thực hiện được cái lệnh short call này là các bạn phải đang có tối thiểu là 100 cổ phiếu của Facebook. Thì khi mà EasyTech nhấn review order thì sẽ có cái thông báo hiện lên, đó là not enough share và you don't have enough share of Facebook for the collateral needed to sell Facebook. Tức là EasyTech không có đủ số lượng share, số lượng cổ phiếu của Facebook để có thể bán được cái quyền chọn cover call này. Và trong cái thông báo này có một cái từ đó là collateral, thì các bạn cũng đã gặp cái từ này khá nhiều lần với các cái quyền chọn cash secure put. Thì cái này có nghĩa là tài sản thế chấp. Thì trong trường hợp mà EasyTech bán cover call thì EasyTech sẽ cần phải có cổ phiếu, tức là stock, để làm tài sản thế chấp. Trong cái trường hợp mà hợp đồng của EasyTech bị exercise thì cái cổ phiếu đó sẽ được sàn sử dụng để bán đi. Và ngược lại, khi EasyTech bán cash secure put thì EasyTech sẽ cần phải có tiền mặt để làm cái collateral, có nghĩa là tài sản thế chấp. Thì đấy là cái trường hợp các bạn sell call, có nghĩa là các bạn bán cái quyền chọn cover call, thì yêu cầu là các bạn sẽ cần phải có cổ phiếu là cái underlying asset cho cái lệnh bán của các bạn. Còn nếu trên phần action các bạn chọn là buy thì khi đó là các bạn sẽ đi mua thay vì bán, và EasyTech sẽ chọn back lại. Thì thay vì bán, bây giờ các bạn sẽ đi mua một cái quyền chọn call. Thì nếu mà EasyTech click vô cái mức giá 5.20 ở đây thì cái phần short bây giờ nó đã chuyển thành long call, có nghĩa là EasyTech sẽ đi mua một cái quyền chọn call. Khi mà EasyTech nhấn continue và tương tự sẽ nhập số lượng contract là 1, cái limit price thì để đúng là bằng 5.20 và các cái thông tin khác thì để như mặc định. Thì khi EasyTech nhấn review order thì sẽ có cái thông báo là EasyTech sẽ cần phải có $520 để có thể mua một cái quyền chọn call cho cái strike price tương ứng là 242.5 của Facebook. Thì hiện tại EasyTech đang có $298.41. EasyTech có thể chọn deposit thêm $221.59 để có đủ $520 mua một cái quyền chọn call của mã Facebook ở đây. Thì đó là hai cái hành động đối ngược nhau của cùng một cái quyền chọn là call và cùng một cái mã cổ phiếu là Facebook. Thì nếu EasyTech đang có tiền, EasyTech có thể thực hiện đầu tư quyền chọn call bằng cách là sử dụng khoản tiền đó và mua một cái quyền chọn call, tức là long call. Và ngược lại, nếu EasyTech đang sở hữu cổ phiếu thì EasyTech có thể bán một cái quyền chọn cover call, tức là short call cho cái số lượng cổ phiếu mà EasyTech đang sở hữu. Thì đấy là cho cái phần quyền chọn mua call. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau xem cho cái quyền chọn put là cái quyền chọn bán. Thì EasyTech sẽ chọn một cái strike price khác là 245. Thì nếu mà EasyTech chọn buy ở trong phần action và EasyTech sẽ nhấn chọn vô cái strike price, cái ô 245 ở đây, thì ở trong phần menu bên phải sẽ hiện lên là long put, có nghĩa là EasyTech sẽ đi mua một cái quyền chọn put. Ví dụ EasyTech muốn mua cho một contract thì số lượng sẽ nhập là 1. Cái giá limit price EasyTech sẽ để là đúng bằng cái giá market là $7.10 ở đây. Các cái thông tin khác về expire EasyTech để mặc định là good for day. Thì cái max cost là $710, tức là EasyTech sẽ cần phải có $710 để mua được một cái hợp đồng quyền chọn put cho cái strike price 245 của cái mã cổ phiếu Facebook ở đây. Thế thì cái quyền chọn put này nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa là
Từ cái thời điểm mà EasyTech mua cái quyền chọn put này cho tới khi nó bị hết hạn vào ngày 24 tháng 7, cái expiring date 24 tháng 7 ở đây, thì EasyTech sẽ được bán cái cổ phiếu mà EasyTech đang sở hữu ở cái mức giá là 245 đô, mức strike price ở đây. Không quan trọng là cái mức giá Facebook lúc đó nó có thể xuống thấp bao nhiêu. Ví dụ, vì một lý do nào đó, sau khi EasyTech mua cái quyền chọn put này, giá cổ phiếu của Facebook giảm xuống, ví dụ chỉ còn 220 đô chẳng hạn. Nhưng bởi vì EasyTech đã có một cái quyền chọn put, nó giống như là một cái, EasyTech hay gọi đùa là lá bùa hộ mệnh, một cái sự bảo hiểm ở đây, thì EasyTech sẽ vẫn được bán cái số lượng cổ phiếu mà EasyTech đang sở hữu, cái 100 cổ phiếu đó ở cái mức 245 đô, bởi vì EasyTech đã bỏ ra 710 đô để mua cái lá bùa, để mà hộ mệnh, để mà bảo hiểm cho cái cổ phiếu của EasyTech. Thì trong cái ví dụ này, cái kiểu quyền chọn put này được gọi là protective put, có nghĩa là cái quyền chọn put bảo đảm. Và đây là chiến lược thường xuyên được các nhà đầu tư lâu dài áp dụng, bởi vì bằng việc mua quyền chọn put thì các bạn có thể yên tâm là dù giá cổ phiếu có đi xuống thấp tới mức như thế nào thì các bạn sẽ vẫn được bán ở cái mức giá mà các bạn đã quy định ở trong hợp đồng, cái strike price ở đây. Thì đó là cái ý nghĩa của cái việc long put, là các bạn sẽ đầu tư một cái quyền chọn put bằng cách là sử dụng khoản tiền đang có để mua một hoặc nhiều những cái put contract. Thì ngược lại, khi các bạn chuyển qua cái phần action là sell, thì khi đó là các bạn sẽ bán, cái phần menu ở đây đã hiển thị lên là short put, các bạn sẽ bán quyền chọn put. Thì các bạn sẽ thực hiện bán quyền chọn put trong hai trường hợp. Một là trước đó các bạn đã mua một cái quyền chọn put rồi, tức là ở cái phần buy này các bạn đã thực hiện lệnh và mua một cái quyền chọn put. Bây giờ các bạn thấy là cái việc bán lại quyền chọn put đó nó có lời hơn thì các bạn sẽ thực hiện là sell put. Đó thì ở đây các bạn sẽ nhập số lượng contract là 1 và các bạn có thể nhập một cái mức giá cao hơn ở trong phần limit price ở đây và đặt cái lệnh bán. Và cái trường hợp thứ hai đó là các bạn thực hiện bán cái cash secure put, tức là các bạn sẽ sử dụng khoản tiền mặt của các bạn để bán cái quyền chọn put. Thì ví dụ EasyTech đang có sẵn tiền mặt và EasyTech muốn đầu tư bằng cái hình thức bán cash secure put, thì EasyTech có thể chọn là số lượng contract là 1, cái limit price là 7.10. Khi EasyTech nhấn review order thì có cái thông báo hiện lên là EasyTech sẽ cần phải có cái khoản tiền mặt là 23.491 đô 59 sen, cái khoản tiền mặt như vậy để có thể thực hiện bán được một cái quyền chọn cash secure put cho cái mức giá strike price 245 của cái mã cổ phiếu Facebook ở đây. Thì các bạn có thể theo dõi thêm các cái video về cái quyền chọn bán cash secure put trên kênh Cổ phiếu USA để có thêm thông tin về việc làm thế nào các bạn có thể tối ưu hóa cái nguồn vốn, cái nguồn tiền nhàn rỗi ở trên cái tài khoản của các bạn bằng cách là sử dụng khoản tiền đó để làm cái collateral, là cái tài sản thế chấp để có thể bán được cái quyền chọn cash secure put. Thì đó là cái phần sell của cái quyền chọn put, nó sẽ áp dụng trong cái trường hợp hoặc là các bạn đang có sẵn một vài cái quyền chọn put thì các bạn có thể bán để kiếm lời, hoặc là các bạn đang có sẵn tiền nhàn rỗi thì các bạn có thể sử dụng khoản tiền đó là cái tiền thế chấp hay còn gọi là collateral để bán quyền chọn put và thu về cái tiền credit, chính là cái mức giá ở đây, ví dụ như là 7.10, 7 đô 10 sen cho một cổ phiếu hay là 710 đô cho một hợp đồng 100 cổ phiếu. Thì đó là cái minh họa của cái quyền chọn cash secure put. Và bây giờ EasyTech sẽ chuyển qua một cái sàn khác, đó chính là cái sàn Align Invest. Và các bạn thấy EasyTech cũng đã chọn sẵn cái mã cổ phiếu Facebook ở đây. Thì cái menu này nó sẽ hơi khác ở trên sàn Robinhood một chút, tuy nhiên là cái nguyên tắc thực hiện thì nó cũng sẽ giống nhau. Ở cái phần type, là cái phần kiểu quyền chọn, thì các bạn cũng sẽ có call và put, quyền chọn mua và quyền chọn bán. Nhưng ở trong phần action thì nó sẽ có nhiều action hơn. Ở trên sàn Robinhood thì các bạn chỉ có hai cái action là buy và sell, tương ứng với mỗi một cái kiểu quyền chọn là call hoặc là put. Khi các bạn quay sang sàn Align thì các bạn sẽ thấy là trong ô action nó có gấp đôi số lượng action. Đó là với cái action buy, cái hoạt động buy nó được chia làm hai kiểu, hoặc là buy to open hoặc là buy to close. Và tương tự với cái hành động sell, nó cũng được chia làm hai, là sell to close hoặc là sell to open. Thì trong các video tiếp theo, EasyTech sẽ có những cái phần minh họa cụ thể để giải thích về từng cái hành động tương ứng
Ví dụ như buy to open là gì, sell to close là gì, sell to open và buy to close ra sao. Thì các bạn hãy subscribe, hãy đăng ký vô kênh của Cổ phiếu USA để EasyTech sẽ được gặp lại các bạn trong những cái video giải thích chuyên sâu hơn nữa những cái hành động tương ứng của kiểu quyền chọn. Trong video này thì EasyTech sẽ giới thiệu sơ qua như vậy để các bạn thấy được cái sự khác biệt thao tác giữa các cái sàn chứng khoán, giữa các sàn online broker, ví dụ như là sàn Align Invest hoặc là sàn Robinhood ở đây. Và trong video ngày hôm nay, EasyTech cũng đã chia sẻ cùng các bạn về cái sự khác biệt giữa cái hành động buy và sell đối với cái kiểu quyền chọn là call và put. Thì để nhắc lại, các bạn sẽ có hai kiểu quyền chọn, đó là quyền chọn mua call và quyền chọn bán put. Tương ứng với mỗi quyền chọn thì ở trên sàn Robinhood các bạn sẽ có hai cái action, hai cái hành động tương ứng, đó là buy hoặc là sell. Với cái kiểu quyền chọn call, khi các bạn sell một cái call thì thông thường các bạn đã có sẵn một cái quyền chọn call, ví dụ các bạn đã mua trước đó rồi thì các bạn có thể thực hiện sell call, bán cái quyền chọn call đấy đi. Ví dụ các bạn thấy giá nó cao hơn thì các bạn có thể bán đi để chốt lời. Hoặc là hình thức thứ hai mà các bạn có thể sell call, đó là các bạn đang sở hữu cổ phiếu, tối thiểu là 100 cổ phiếu. Các bạn có thể bán cái quyền chọn cover call cho cái số lượng cổ phiếu mà các bạn đang sở hữu để các bạn thu về cái khoản tiền credit, là cái tiền bán cover call. Thì đấy là hai cái ngữ cảnh các bạn có thể bán quyền chọn call. Ngữ cảnh đầu tiên là các bạn đã có sẵn cái quyền chọn call và bây giờ các bạn muốn bán đi để ví dụ chốt lời chẳng hạn. Và cái ngữ cảnh thứ hai là các bạn đang có sẵn cổ phiếu, các bạn có thể bán cái quyền chọn cover call cho cái underlying asset, là cái cổ phiếu mà các bạn đang sở hữu. Còn khi các bạn chuyển qua cái hành động mua, hành động buy ở đây, thì đó là khi mà các bạn sẽ sử dụng cái khoản tiền của các bạn để mua cái quyền chọn call. Đây là một hình thức đầu tư, nên ở đây là long call như các bạn thấy ở trên màn hình. Còn khi các bạn chuyển qua cái quyền chọn bán, quyền chọn put, thì tương tự các bạn cũng sẽ có hai cái hành động, hai cái action là buy hoặc là sell. Nếu như các bạn buy một cái quyền chọn put, ví dụ EasyTech chọn một cái strike price ở đây, khi các bạn chọn buy một cái put, đó là khi các bạn long put, có nghĩa là các bạn đầu tư, các bạn sẽ sử dụng khoản tiền đang có để mua cái quyền chọn put và tương lai các bạn có thể bán lại để kiếm lời nếu mà cái giá của nó tăng lên. Hoặc là các bạn có thể mua cái quyền chọn put giống như là một cái hình thức bảo hiểm, một cái protective put, giống như là một cái lá bài hộ mệnh cho cái số lượng cổ phiếu mà các bạn đang sở hữu, để trong tương lai cái cổ phiếu này nó có thể biến động xuống thấp đi như thế nào chăng nữa, thì với cái lá bài hộ mệnh mà các bạn đã mua thì từ thời điểm mua cái quyền chọn put đó cho tới khi nó bị hết hạn, các bạn luôn luôn bán được cái cổ phiếu của các bạn ở cái mức giá mà các bạn đã quy định strike price ở trong hợp đồng. Đó là hai cái ngữ cảnh mà các bạn thường sở hữu cái việc buy put, tức là các bạn đầu tư long một cái put. Đầu tiên nó như một cái hình thức đầu tư, có nghĩa là các bạn có thể mua và sau đó các bạn thấy giá của nó tăng lên thì các bạn bán để kiếm lời. Ngữ cảnh thứ hai là các bạn muốn mua nó như một cái lá bài hộ mệnh để bảo hiểm cho những cái cổ phiếu các bạn đang sở hữu, để tương lai nếu mà chẳng may giá của cổ phiếu có đi xuống thì với cái lá bài hộ mệnh các bạn vẫn có thể bán được ở cái mức giá đã quy định ở trong hợp đồng. Đấy là hai cái ngữ cảnh các bạn thường xuyên áp dụng cho cái quyền chọn put với cái hành động buy. Còn với hành động sell, tức là các bạn sẽ short put, thì tương tự cũng có hai ngữ cảnh các bạn thường xuyên áp dụng. Ngữ cảnh đầu tiên đó là với những cái quyền chọn put mà các bạn đã mua ở cái phần buy trước kia và bây giờ các bạn thấy giá của nó tăng lên thì các bạn có thể bán đi, tức là các bạn có thể short put những cái quyền chọn put các bạn đang có, các bạn bán đi để các bạn chốt lời. Và hình thức thứ hai là nếu như các bạn đang có một khoản tiền nhàn rỗi thì các bạn có thể bán cái quyền chọn cash secure put, tức là các bạn sử dụng cái khoản tiền nhàn rỗi đó để làm cái tài khoản thế chấp, cái collateral cho cái quyền chọn cash secure put của các bạn, và các bạn sẽ bán cái hợp đồng cash secure put và nhận về cái tiền credit. Thì với cái việc bán cash secure put sử dụng cái khoản tiền nhàn rỗi làm tài sản thế chấp, các bạn có thể theo dõi thêm các cái video của EasyTech để có thêm thông tin về cách thực hiện bán quyền chọn cash secure put. Thì đó là cái nội dung của video ngày hôm nay. EasyTech giải thích thêm với các bạn về cái kiểu quyền chọn mua call và quyền chọn bán put cùng các cái hành động mua và bán tương ứng cho từng cái trường hợp của các bạn ở trên sàn Robinhood. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.